Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì cho video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại gửi đến cho cả nhà mình ở các phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là cũng sẽ có những phiên bản mà còn mới nguyên chưa qua sử dụng và cũng có những mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi. Em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho video cho cả nhà mình. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858584Q2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Hôm nay thì em sẽ có các mẫu của Oberlulu mặt cười rất là đẹp luôn. Phiên bản này thì nó mang đến những cái sự gọi là tươi mới, tươi vui. Ngoài ra thì sẽ có các mẫu của Orient này, Citizen này, rồi là một vài thương hiệu khác nữa. Và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đầu tiên nhá thì em có về cho cả nhà mình với mẫu này. Phải nói thật sự là mặc dù ý, là cái chiếc này thì nó không về hộp, thế nhưng mà phiên bản này độ mới của nó cao và màu của nó đẹp. Màu của nó rất đẹp luôn ý mọi người. Em không biết gọi tên của nó là gì, không biết gọi tên cái màu này là màu gì. Nó không phải là màu nâu cà phê. Để như nào nhỉ? Đây, đây là cái màu của nó, em thấy nó giống như là cái màu đá ấy. Nên mọi người nha, nhìn cái màu này rất đẹp luôn. Đấy, viền này. Và mọi người thấy không, mặc dù là chiếc này đã qua sử dụng rồi, thế nhưng mà độ mới của nó rất là cao, lau đi là nó sẽ sạch hết luôn. Đấy, được cái là hay như vậy nhá. Đây, dây này, bóng sáng này. Thấy chưa, nhìn này. Mọi người thấy không, nó sẽ hơi kiểu như là lên tiết điểm một chút, hoặc là hơi kiểu bụi bụi một chút ấy. Nhưng mà khi lau đi này, đấy, mọi người thấy không ạ, lại sáng bong, sáng loáng luôn. Rất đẹp nha. Ở mẫu này thì đây là một cái phiên bản 6 kim. 6 kim và nó sẽ chạy các cái chức năng, đó là kim 24 giờ một ngày này. Thì cái kim này thì mình sẽ biết được là lúc này đang là ban ngày hay ban đêm. Ví dụ như lúc này đúng không ạ, mọi người sẽ thấy là nó hiển thị ra ở vị trí góc 11 này, đúng không ạ, 11, 12 này. Thì lúc tức là lúc này nó đang là 11 rưỡi, đúng không ạ, 11 rưỡi nha. Ở đây thì nó sẽ là hiển thị cho phần lịch ngày này. Bên cạnh này của nó sẽ là phần lịch thứ. Thì lịch thứ ấy, thì nó sẽ thể hiện ở cái phần đó là cái kim hình xòe quạt, đúng không ạ, kim hình xòe quạt nha. Đây là mặt này, bên trong màu nâu cà phê, cọc số to rõ ràng và rất là sang nét nha. Buổi tối thì cũng sẽ có dạ quang ở kim giờ, kim phút và kim giây. Đó, giây này, chốt khóa này, nguyên zin nhá. Đây, mở ra này, mặt trước này, mặt sau. Với độ chống nước của bàn này sẽ là by TM. Đấy, thiết kế đẹp, Son nhá, thương hiệu nội địa của Nhật. Bàn này thì có size mặt đó là size 30. Càng của mẫu này sẽ là 47.5. Và đây như cổ tay của em đây. Đó, mọi người thấy không? Màu mặt đẹp này, lại còn nhiều chức năng này, dây đẹp nữa. Cái này đeo lên tay rất là đẹp và sang. Và mẫu này em đang để cho cả nhà mình, đó là 1.700.000. 1.700.000 nhá. Bàn này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó chính là mã 251. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 252. Phiên bản 252 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mã 252. Đó là một cái phiên bản của Orient đi. Đây, phiên bản của Orient. Cái mẫu Orient này là một cái bản size to và dành đến cho các anh nam tay vừa và hơi to. Bản này thì mới nguyên và chưa qua sử dụng. Và khi mà nhắc đến các thương hiệu mà nổi tiếng của Nhật thì em nghĩ chắc chắn là không ai là không biết đến với thương hiệu Seiko là một, Orient là hai, đúng không ạ? Và Citizen là ba. Đó là ba cái thương hiệu nổi bật nhất ở trong cái gọi là ngành công nghiệp đồng hồ của Nhật. Và mẫu này thì em có về là full hộp mới nguyên, chưa sử dụng nha. Chiếc này phải nói thực sự rất rất đẹp. Vì mỗi một bản ý, nó lại có một cái nét đẹp riêng mọi người ạ. Và nó sẽ phù hợp với phong cách và phù hợp với cổ tay của từng người. Đấy, ví dụ như ở bản này thì sẽ phù hợp cho các anh nam tay vừa và hơi to. Chứ còn nếu mà anh nam đeo tay nhỏ thì lại không đeo được ở bản này đâu. Mặc dù là ý là mình đeo thì vẫn đeo được, nhưng mà để mà đẹp ý, thì không thể nào đẹp bằng với các cổ tay của các anh nam tay to một chút xíu nha. Mẫu này phải từ 17.5 trở lên thì sẽ đẹp. 17 vẫn hơi nhỏ so với bản này. Ý nhất phải tầm từ 17.5. Đấy, đây là bản Orient mới nguyên, mọi người thấy không? Đó, cũng chạy đầy đủ tất cả các chức năng. Đó là ở đây là lịch thứ 24 giờ và lịch ngày, để mọi người có thể là quan sát được là ví dụ hôm nay là ngày bao nhiêu, đúng không ạ? Bởi vì có thể có những cái lúc mà trường hợp đó là điện thoại của mình hết pin. Đấy, thì ví dụ như có những cái trường hợp mình cấp bách, đúng không ạ? Mình có thể xem đồng hồ nó rất là dễ dàng luôn. Đấy, và mặt bên trong màu xanh, mặt chia ra làm hai lòng nha. Bộ kim này với cả cọc số này thì sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém, đầy đủ tất cả chức năng. Bây giờ thì em sẽ
chỉnh các cái nút bấm cho cả nhà mình, test luôn các nút bấm luôn nha. Ví dụ như mọi người thấy ở đây nó đang hiển thị đó là lịch ban ngày, đúng không ạ? Và bây giờ mình có thể là chỉnh lịch nhanh thoải mái luôn này. Đấy, ví dụ như hôm nay là thứ bảy chẳng hạn. Đó thì em sẽ bấm vào thứ bảy. Và tiếp theo hôm nay, ví dụ như hôm nay là ngày mùng 6 thì em sẽ bấm về số 6. Đấy chưa? Đấy nhá, thì mọi người sẽ xem giờ hay là mọi người chỉnh nó rất là dễ luôn, không có bị cầu kỳ gì nhiều. Tiếp theo nữa là về phần dây này, dây của nó thì nó sẽ có mic, đó chính là cùng là thép trắng nha, nhưng nó sẽ có phay xước này, sáng bóng này, nó sẽ kết hợp với nhau. Đấy, nó còn nguyên cả seal nhá, chốt khóa này, nguyên zin. Đằng sau đấy thì sẽ có mã của nó, sẽ có ở đây đó là UI07 này, đúng không ạ? Rồi là có một cái tem, đó là cái tem vỡ của Orange. Cái tem này thì không bóc được đâu ạ, cái tem này bóc ra là vỡ luôn. Đấy, tức là nó sẽ rách luôn, chứ nó không, đứa con không còn nguyên vẹn nữa. Đấy nhá, thì đấy là một cái tem kiểu dạng như tem chính hãng của Orange ấy ạ. Tiếp theo nữa đó chính là độ chống nước của nó sẽ là 13 All Stainless Steel này. Đó, và đây là tab mark của nó sẽ có đi kèm đầy đủ. Mỗi này mọi người có thể mang tặng được, bởi vì nó mới nguyên, mà kim quạt xuống nó to dễ dàng ấy. Size 46 nhá, càng của mẫu này là 51.8. Mọi người nghe có vẻ là size 46 nó rất to, rất là khủng. Thế nhưng mà ở mẫu này này, do là cái càng của nó là cái càng ôm, nên là nó nhìn mọi người thấy không ạ, khi như tay em là 16.5 này. Đấy, em đeo lên tay nó cũng sẽ không bị quá to. Không bị quá to, mặc dù nó vẫn là to nhưng mà nó không phải là bị quá to nha. Còn nếu như mà để mà bình thường các size 46 á, nó khủng ra, nhìn trong nó to lắm, nó nặng, nó hầm hố lắm. Nhưng ở bàn này thì nó vẫn toát lên được cái nét sang trọng thanh lịch. Và tay cổ tay từ 17 hoặc 17.5 trở lên thì mọi người sẽ đeo là sẽ là đẹp nhất. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình, đó là 2.650.000 2.650.000 mã 252. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 253. 253 thì em lên cho cả nhà mình, đó là mẫu của Obelulo luôn nhá. Đây là mẫu Obelulo Conception de France, đúng không ạ? Thương hiệu của Pháp. Khi mà mọi người tìm hiểu về thương hiệu này thì các chị chỉ cần gõ đó là thương hiệu Obelulo thôi, là ở trên các trang thì họ cũng có nói rất là nhiều về thương hiệu này. Thì có được thiết kế và được sản xuất ở tại Moto. Và đây là một cái phiên bản Obelulo thiết kế của Pháp, rất rất đẹp. Đấy, để mọi người thấy này, viền này. Tức là khi mà mọi người cầm lên tay các sản phẩm của Đức nhá, Pháp này. Đấy, nó sẽ có cái gì đó, nó khác biệt hơn so với các cái thiết kế của Thụy hay là các cái thiết kế của Nhật, của Ý, của Mỹ. Bởi vì mọi người ở đây em biết là mọi người xem và mọi người đam mê về đồng hồ rất là nhiều. Đấy, nên là mọi người cũng đã có cầm qua hay là các anh chị cũng đã có xem qua ở những cái mẫu đồng hồ của Pháp hay của Đức rồi, đúng không ạ? Nó có cái sự gì đó, nó rất chắc chắn, đầm tay và cực kỳ là bền luôn. Đấy, đây là một cái mẫu hình mặt cười. Hình mặt cười nha, đúng không ạ? Nó giống với cả cái bản check-in của Nga ấy. Em không biết là mọi người có biết đến cái bản đó không? Đấy, thì mọi người có thể tìm hiểu với cái bản check-in của Nga. Thì cái thiết kế của phiên bản này nó cũng giống là như vậy. Ở đây thì mọi người xem giờ thì mọi người sẽ xem. Đây là kim giờ, đây là giờ nha mọi người nhá. Còn đây là phút. Và nó thể hiện ở cái phần chấm tròn này. Đấy, vì nó thể hiện phần chấm tròn nha. Và đây là cái kim coi như là thay cho phần kim 24 giờ. Tức là lúc này nó đang là buổi sáng. Đấy, lúc này nó đang là buổi sáng nha. Bây giờ em sẽ xoay cho cả nhà mình cùng xem nhá. Ví dụ như là ở đây nó đang ở vị trí số 1 và vị trí của nó này của nó, kim phút của nó sẽ là 60. Tức là lúc này nó đang là 1 giờ sáng ạ. Đúng không ạ? Lúc này đang là 1 giờ sáng nha. Em xoay tiếp này. Đấy, thì lúc này nó đang là 1 rưỡi và bây giờ em sẽ xoay cho nó về tầm 6 giờ. Và mọi người thấy là lúc tầm 6 giờ thì bắt đầu là mặt trời nó đang mọc lên rồi. Đấy nhá, mặt trời nó đang mọc lên này. Em xoay về 12 giờ trưa nhá, để cho mọi người sẽ thấy là cái hình mặt trời này nó ở giữa luôn. Đấy, cái hình mặt trời này nó ở giữa. Rất là hay luôn đúng không ạ? Tức là mình biết được là lúc này đang là ban ngày hay ban đêm này, đúng không ạ? Sau đó là mình xem giờ này bằng các cái mắt này của nó này. Rất là hay, một cái thiết kế mà phải nói là rất là phức tạp chứ không hề đơn giản chút nào. Đây bên trong này, đánh các cái đường vân này, cơ chế bộ máy của nó này, kính sapphire, mẫu này kính sapphire nhé mọi người. Và ở đây thì nó sẽ có cái phần viền sáng bóng này, kết hợp với cả phay xước này, núm này, mặt trước này, mặt sau. Với độ chống nước của nó sẽ là 53. Sử dụng máy của nó là máy của Seiko nhá, NH35A của Seiko, 24 Zewell, 24 chân kính.
Đấy, đây là một bộ máy huyền thoại của Seiko rồi. Và bộ máy này 24 chân kính thì khi mà chân kính cao ấy thì cái độ chuẩn chính xác giờ và cái độ tích cóp của nó cũng sẽ rất là tốt. Và một cái điều đặc biệt ở trong phiên bản này nữa, đó là ban ngày đã rất đẹp rồi đúng không ạ, thì buổi tối này nó cũng sẽ hiển thị ở trên cổ tay của mình, đó chính là một cái hình mặt cười ở bên trong. Đấy, một cái hình mặt cười bên trong. Mình xem giờ vẫn rất là dễ dàng. Đấy nha mọi người nha, đây các anh chị có thể thấy này, xem giờ này, đúng không ạ, ban ngày này rõ ràng này, ban đêm của nó cũng thế này. Đấy, nó sẽ hiển thị ở luôn ở trên cổ tay của mình ấy, trông nó rất là đẹp, rất là hay. Và nó thực sự rất xứng đáng để nằm trong cái bộ sưu tập đồng hồ của mọi người. Đấy, bộ máy này đẹp nha, dây này, cái Genelizer dây da chính hãng này. Đó, dây chốt khóa bấm thông minh và rất là tiện lợi. Ở mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 42. Càng của phiên bản này đó là 49. Và như cổ tay của em đây là 16.5. Là em đeo vừa luôn nha. Nhưng mà các anh em cứ tầm từ 17 trở lên thì mọi người đeo sẽ là cái size lý tưởng nhất. Và bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 5.200.000. Một cái phiên bản của Obelulo mặt cười rất là xuất sắc. Bản này sẽ ở mã 253. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 254 nhé. Mã 254 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu, mẫu của Citizen đi. Em lên một mẫu của Citizen dây thép. Ở bản Citizen thì bên em cũng đã có về, cũng ở cái dòng module này là dòng module dòng E. Ôi chữ nó bé quá, để em nhìn qua cái này. E610. Dạ vâng, đây là module của dòng E610 nha. Thì với module của dòng E610 ấy thì nó có cái, nó có một cái thiết kế đó là cái cũng là mặt tròn, nhưng mà nó không phải là thiết kế theo kiểu dạng niềng xoay này đâu mọi người ạ, mà nó là cái niềng trơn. Nó không có niềng, nó không có niềng, nó trơn luôn như thế này này, còn là trơn như ở các bản này luôn. Đấy, thì trước đó là em cũng đã lên ở các video rồi đúng không ạ? Thì nhưng mà ở cái phiên bản dòng mẫu E610 này thì đây là một cái dòng sản phẩm đó là cái thiết kế niềng xoay nhá mọi người nhá. Niềng xoay này. Đấy, và nhìn trông nó rất là khỏe khoắn nam tính đúng không ạ? Đây là viền cạnh. Bản này là bản chạy 6 kim. Đấy, với đầy đủ các chức năng. Bởi vì đây là một cái dòng đời cao của Citizen, dòng E610. Nó có tùy chỉnh tất cả các chế độ, ví dụ như là lịch. Lịch nha. Đấy, chronograph, thời gian, local time, giờ địa phương, báo thức. Đấy, thì nó cũng sẽ có đầy đủ luôn. Đấy. Thì ví dụ như mọi người cần chỉnh, tức là cần chỉnh lịch thì các chị sẽ xoay kim về phần lịch, sau đó là mình sẽ set up lịch theo đúng cái thời gian mà mình đang cần. Đúng không ạ? Ví dụ như là mình chỉnh về ngày hôm nay là ngày bao nhiêu này, đúng không ạ? Rồi sau đó là mọi người chỉnh cái theo của nó sẽ là cái kim 24 giờ một ngày này. Đấy, thì như thế là nó sẽ gần như là nó sẽ phục vụ tối ưu cho tất cả các cái công năng của nó. Ngoài ra thì sẽ có lịch ngày, lịch thứ này, chức năng chronograph này, báo thức này, có đầy đủ nhá. Đặc biệt phiên bản này là phiên bản của dòng Eco, tức là dòng pin năng lượng mặt trời, nên là có một cái tuổi thọ pin của nó sẽ rất là lâu. Đấy, và nó tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Hai nữa là nó cũng sẽ bảo vệ môi trường, bởi vì là có cái quả pin, rác thải pin nó xả ra môi trường thì tất nhiên là nó cũng sẽ ảnh hưởng đúng không ạ. Đấy, thì với cái quả pin năng lượng như thế này thì nó cũng sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Bộ kim cọc số thì sẽ có dạ quang sáng ở trong điện để sáng kém nha. Dây thép này, chốt khóa nguyên zin, bản này qua sử dụng nhưng độ mới của nó cao. Và đây này, đấy, tên này, logo biểu tượng này, nó được làm nổi lên trên nha. Ngoài ra thì nó còn là dòng radio control nữa, tức là nó sẽ cập nhật giờ theo sóng của đài radio. Hiện tại thì trên thế giới đang có 4 quốc gia và có 4 trạm thu phát sóng, đó là bên châu Âu, Mỹ, Nhật và bên Trung. Còn đối với Việt Nam mình thì mình sẽ tự chỉnh thủ công thôi. Cái này thì em sẽ chỉnh trước cho cả nhà mình. Còn nếu mà mọi người muốn chủ động chỉnh ý, khi mọi người di chuyển đến quốc gia khác, bởi vì ví dụ như là ở Việt Nam mình thì em sẽ phải chỉnh theo múi giờ của Bangkok. Và ví dụ như mọi người mà đi di chuyển đến London chẳng hạn, đúng không ạ? Thì các anh chị phải di chuyển đến theo cái múi giờ của London. Thì khi đó mọi người sẽ chỉ cần gõ đó là Citizen dòng E610 thì người ta sẽ có rất nhiều các video hướng dẫn, hoặc mọi người có thể nhắn trực tiếp cho em thì em sẽ gửi link hướng dẫn cho cả nhà mình. Đấy, đây là mặt trước và đây là mặt sau. Đấy, mặt trước mặt sau rất đẹp nha. Mẫu này size là 42.5. Càng của mẫu này là 48.5. Cái này thì dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to thì mọi người sẽ đeo ok. Và bản em đang để cho cả nhà mình đó là 3.650.000. 3.650.000 nhá. Mã 254. 3650 mã 254. Tiếp theo sang ở mã 255. 255 thì thôi có lẽ là em sẽ lên luôn cái mẫu của Oren này luôn.
Bởi vì cái bản Orange này nó là một cái mẫu em đấu giá về cho cả nhà mình. Mà để em còn chưa lau cái viền này này. Mình lau cái viền này đi. Đây. Cái mẫu này lau cái viền này đi thì nó sẽ sáng, nó sẽ sạch lắm mọi người nha. Nhưng mà hàng về muộn ý, với cả đợt này em cũng bận chút nên là em chưa có thời gian để mà lau vệ sinh lại mấy cái mẫu này. Thì trước khi gửi đơn thì em cũng sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại nên mọi người yên tâm. Đúng ra thì khi mà lên video ấy, đúng không ạ, thì đã phải vệ sinh sạch sẽ rồi thì khi lên video nó mới đẹp, hình nó mới đẹp. Thế nhưng mà do là em cũng bận thì nên là mọi người cũng hết sức là thông cảm. Nhưng mà đảm bảo rằng khi mà gửi đi thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại, xong đó bọc siêu lại cẩn thận cho mọi người. Ở bản này là bản Orange. Đấy, và với mẫu Orange này nó là phiên bản của dòng Sun and Moon nha. Đấy, nó có cả chức năng trăng sao này, nó có cả lịch thứ này và nó có cả lịch ngày. Đây là cũng là một trong các dòng cao cấp của Orange ạ. Thiết kế mặt kính sapphire nguyên khối. Đấy, và nó có ưu điểm đó là giúp cho đồng hồ chống chảy chống sức rất là tốt. Kim nha, kim này. Đấy, thanh mảnh và rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và cái vòng tròn bên trong nó làm các hoa văn họa tiết nó, tức là nó không phải là giống nhau, nó không hay không phải giống nhau nhá. Ví dụ như mẫu này này, nó sẽ hơi xoay giống hạt gạo. Chỗ này thì nó lại hơi theo kiểu dạng vân sóng này. Đấy, theo kiểu dạng vân sóng. Và chỗ này thì nó sẽ là các cái vòng tròn đồng tâm. Tức là nó có cái sự kết hợp giữa các hoa văn họa tiết nhưng nó lại rất hài hòa. Đấy, và nó tạo nên một cái điểm nhấn cho cái đai của mặt đồng hồ. Bởi vì mặc dù bản này là mặt trắng mà, thép trắng mà, nhưng mọi người thấy không ạ, nó cực kỳ đẹp và cực kỳ sang. Đây là phần núm nha, núm còn nguyên logo này. Đây đằng sau đáy nha, nó sẽ có đó là kính sapphire này. Độ chống nước của nó sẽ là 50 TM này, made in Japan phiên bản nội địa nha. Tức là được thiết kế sản xuất lắp ráp tất cả các chi tiết linh kiện đều ở tại Nhật. Sau đó là orangewatch.company này. Bên trong bộ máy đây sẽ có số hiệu của nó sẽ là 46B46 Japan này, 21 chân kính này, orangewatch này. Và bên trong này có triện logo tên thương hiệu của hãng ở bên trong luôn. Đấy, đây là một cái bộ máy cực kỳ đẹp và rất là bền với tần số dao động là 21.600 VPH nha. Và chiếc có tối đa lên đến 38 tiếng đồng hồ. Đấy, một cái bộ máy rất đẹp. Mặc dù mẫu này đã qua sử dụng, nhưng mà đây các anh chị thấy này, đây là các cái vết kiểu như là dấu vết theo thời gian, đúng không ạ? Nhưng bản này thì về hình thức của nó, độ mới của nó còn rất là ok, còn rất là cao. Đây, cả cái phần này đây người ta cũng còn chưa có bóc siêu luôn này mọi người. Đấy nhá, và cái này thì khi mà mọi người về các anh chị luồn dây thì các anh chị bấm mở cái khóa này ra cho em. Bấm mở cái khóa này ra. Đấy, nó có phần bấm khóa này này. Thấy chưa? Sau đó là đấy là bấm mở ra nha, đây là bấm mở. Mở tiếp ra một nấc nữa này. Đấy, mở tiếp một nấc nữa thì mọi người sẽ luồn dây. Đúng không ạ? Luồn dây này, sau đó mọi người đóng sập này. Đấy, sau đó đóng khóa là ok. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là 42.2, càng là 50. Cũng sẽ là dành cho anh nam tay vừa và hơi to nhé mọi người. Đấy, dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Màu mặt trắng đẹp, sang trọng, thanh lịch. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 4.650.000. 4.650.000 giá cực kỳ tốt. Bởi vì mẫu này thì mọi người cứ tham khảo ở trên thị trường hiện tại, giá tại các store nó cũng sẽ phải dao động rơi vào tầm khoảng độ 12-13 triệu gì đó. Còn nếu như mà gọi là các cái mẫu đã qua sử dụng rồi thì nói chung nó cũng sẽ phải tùy từng lúc, nó cũng sẽ phải dao động rơi vào tầm khoảng độ 5-6 triệu. Đấy, nói chung là nó sẽ tùy. Còn các cái mẫu này thì hôm nay em đấu được giá tốt thì em cứ căn theo cái giá đấu của em và em để cho cả nhà mình giá tốt theo như vậy thôi. Đấy, nên mọi người hoàn toàn là yên tâm. Bản này sẽ ở mã 255 nha. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 256. 256 thì em lên cho cả nhà mình đó là mấy cái mẫu pin. Đây em còn một cái mẫu này nữa này. Cái lúc nãy mẫu kia là mẫu cũng là dòng đời cao của Citizen. Nó là cái dòng E610 nhá. Thì ở mẫu này này, nó là cũng là dòng đời cao của Citizen. Nhưng mà cái chiếc này thì qua sử dụng rồi. Và chiếc này thì nó không về hộp. Đấy. Cũng cùng thương hiệu của Citizen. Và đặc biệt ý, là phiên bản này, nó là dòng đời cao và nó có chức năng điểm chuông. Mọi người xem hoặc mọi người đam mê về đồng hồ thì mọi người biết là chỉ ở những cái dòng mà đời thực sự cực kỳ cao nó mới có chức năng điểm chuông thôi. Với cái điểm chuông ấy là nó giống như là cái đồng hồ treo tường của mình ấy mọi người. Đấy, nó giống như cái đồng hồ treo tường của mình ấy, và đến cái thời gian đấy của nó là nó sẽ điểm chuông. Thế nhá, ví dụ như mọi người bấm vào đây này. Đó. Đấy. Mọi người nghe được không ạ?
Đấy. Thì đấy là cái tính năng điểm chuông của đồng hồ. Mọi người thấy ở các mẫu khác nó không có đâu. Chỉ nguyên ở cái dòng này, và cũng là lần đầu tiên đấu được về dòng này nó có chức năng điểm chuông thôi. Ví dụ như là các cái thương hiệu lớn, ví dụ như là Jacques Le Couture này, đúng không ạ? Hay là mấy một vài các cái thương hiệu, nói chung là các cái thương hiệu hạng sang, thương hiệu tiền tỷ ấy, là họ mới có cái chức năng điểm chuông đó đấy. Nhưng mà ở mẫu này thì họ đã làm được một cái phiên bản của dòng Citizen Exit. Với bản này thì nó sẽ có lịch thứ này, báo thức 1, báo thức 2 này, cái là local time, với cả nó có một cái chức năng gì nữa. Nói chung là ở cái dòng đời cao của dòng Citizen Exit này thì mọi người có thể là về mọi người tìm và các mọi người tự chỉnh giúp em nhé. Bởi vì nó sẽ có khá là nhiều các cái chức năng để mà khi mà mọi người tự tìm tự chỉnh ý, thì nó sẽ để mọi người có thể là dễ dàng sử dụng hơn. Đấy. Thì đây mọi người có thể là tìm với cái module của nó, đó là dòng Citizen 6760. Là dòng Citizen 6760 nhá, thì mọi người sẽ về các anh chị sẽ chỉnh theo đúng các cái chức năng, và nó có cả một cái phần, đó là cái hình như là nó có cả cái phần lịch vạn niên nữa hay sao ấy. Hình như nó có cả phần lịch vạn niên nữa, thì khi đó là mọi người sẽ cộng cộng trừ trừ theo tháng, bởi vì sẽ có những tháng 2 có những tháng 30 ngày, có tháng 31 ngày đúng không ạ? Thì mọi người sẽ cộng trừ để mà còn làm sao cho nó chuẩn chính xác nhất. Và tiếp theo nữa là về phần dây, thì đây là một cái phiên bản dây thép. Mẫu này thì không phải dây zin, nhưng mà người chủ cũ là người ta cũng đã thay một cái bộ dây rất là đẹp rồi. Đấy, và đây là module máy của nó ở đằng sau. Cái bản này thì bây giờ người ta không còn sản xuất lại nữa đâu, nên là nếu mà mọi người chơi về đồng hồ thì chắc chắn là mọi người cũng đều biết với các cái phiên bản này. Đấy, size mặt ngang nhá là size 38.4 ạ, và càng của mẫu này là 46.3. Và mẫu này thì dành đến cho anh nam tay vừa và nhỏ, hơi to một chút xíu có thể là đeo được. Đấy, đẹp đúng không ạ? Nói chung là nó nhiều chức năng ấy. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình, đó là 3.350.000. 3.350.000 mã 256. Tiếp theo sang ở mã 257 nhá. 257 thì em lên cho cả nhà mình mã 257 là mẫu này đi. Mẫu này là phiên bản của Aqua Master, và mọi người thấy không ạ? Cái logo biểu tượng của nó giống như một cái viên kim cương. Đây cũng là một trong các cái thương hiệu hạng sang, thương hiệu luxury. Bản này thì em có về là full hộp. Đây mọi người thấy này, kính này, đó, nó cong vòm lên, đúng không ạ? Nó cong vòm lên. Và không phải mẫu dòng đồng hồ nào người ta cũng làm được các cái dòng kính cong vòm này đâu, bởi vì nó khó, rất là khó chế tác luôn, rất là khó chế tác. Đấy, kính cong vòm, cong cầu như thế này nhá. Với bản này thì đây là mẫu pin 6 kim, mặt bên trong khảm sờ gừ này. Cọc số thì rất là to, rõ ràng và rất là sang nét nhá. Bộ kim cọc số có dạ quang sáng ở trong để kén sáng kém ạ. Lịch ở vị trí góc 3 giờ, ôi nó khảm đẹp lắm luôn. Là cái khảm cái tông nền nhá. Góc này này thì nó cùng tông nền đúng không ạ? Nhưng mà nó có vẫn có một cái vòng tròn để mọi người có thể nhận diện ra được cái vòng tròn mà chỉ chức năng chronograph. Tiếp theo dưới này này thì nó khảm, nhưng mà nó lại khảm theo kiểu dáng như là ánh vàng đây. Đây mọi người thấy không? Đấy, ví dụ em nghiêng góc này nhá thì nó sẽ hơi màu trắng trắng một chút này. Nhưng nghiêng góc này thì nó sẽ là một cái màu vàng. Xe này của nó cũng sẽ thế này. Trời ơi, thiết kế rất là đẹp luôn. Chi tiết niềng, nó sẽ được nạm đá này. Dây chốt khóa của nó là nguyên zin nha. Bản này sử dụng máy Thụy. Dạ vâng, mẫu này là mẫu 6 kim máy Thụy, chứ không phải mẫu máy Nhật đâu. 6 kim này, máy Thụy Sweet Moment. Độ chống nước là 10 ATM, all stainless steel này. Nó giống như các viên kim cương bên trong. Rất đẹp. Mẫu này size 37. Càng của mẫu này thì em phải tính nhưng mà tính như này nó sẽ là 43.5 nhá. Nhưng mà được cái là càng ở đây này nó cong, nó ôm ý. Đây, nên là nó sẽ cũng sẽ không quá là kén tay đâu. Đấy, đây là 16.5 thì em đeo như vậy nha. Đấy, thì cũng tầm 17.5 trở lên mọi người sẽ ok, đeo ok nhất. Đây là mẫu 6 kim máy Thụy Sĩ, và bản này là 2.5 triệu. 2.500.000. Mặt đẹp, khảm sà gừ. Đó, mã 257. Full hộp nha mọi người. Tiếp theo sang ở mã 258. Đối với phiên bản mã 258 thì em lên cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu máy cơ tiếp nhá. Mẫu máy cơ của Citizen này. Bản Citizen này nó là phiên bản full hộp. Mẫu này thì cũng đã qua sử dụng nhưng độ mới của nó còn ok. Và ở phiên bản này sử dụng đó là dòng kính Sapphire.
lộ tim ở vị trí từ 6 cho đến 8 giờ. Đây là kim 24 giờ và đây là kim dây. Đấy, đây là kim dây nha. Kim dây nó không cùng nằm cùng với cả kim giờ, kim phút đâu mọi người. Đây là kim này, cọc số này, mặt bên trong màu đen này, viền vỏ này, dây nhá, chốt khóa này, mặt sau này. Đấy, sử dụng dòng máy đó là CAN 4197. CAN 4197 All stainless steel, made in Japan nhá, phiên bản nội địa, kính sapphire. Đấy, 4197. Bản này thì có size mặt đó là size 38.5. Càng của mẫu này là 45.2. Đấy, và như cổ tay của em đây 16.5. Em đeo vừa. Nói chung là cái mẫu này thì dễ đeo ấy, gần như là ai cũng đeo được hết, chứ nó cũng không có kén tay một chút nào cả. Đấy, và mắt thừa còn nhá, mắt thừa còn nguyên. Bản này em đang để cho cả nhà mình đó là 4.350.000. 4.350.000 nhá, mã 258. Tiếp theo sang ở mã 259 ạ. Phiên bản 259 thì em có một cái mẫu này. Đó là mẫu của Japan Craft, cũng là một cái thương hiệu nội địa của Nhật. Và với bản này sẽ, tất nhiên nó sẽ phải sử dụng máy Nhật rồi, nhưng bình thường ấy, mọi người thấy không ạ, mẫu máy Nhật nhá, mẫu máy pin Nhật nhá, thì nó sẽ có cái dòng 3 kim và dòng 6 kim. Nhưng ở mẫu này này, nó là một cái phiên bản của dòng 3 kim, nhưng nó sẽ có rất là nhiều các cái chức năng. Thì đây cũng là một trong các cái dòng máy đời cao, tức là một cái bộ máy mà cực kỳ là chất lượng, bởi vì nó chạy được cả cái chức năng đó là lịch tháng là một, và thứ hai nữa đó là cái chức năng tuần trăng, cái chức năng lịch moon phase. Bởi vì cái lịch tuần trăng này không phải dòng đồng hồ nào cũng làm được đâu ạ. Đấy, tức là chỉ ở các cái dòng đời cao cấp nó mới dòng làm được các cái dòng chức năng lịch moon phase này thôi. Nó có cả lịch thứ này, lịch moon phase này, và nó có chức năng lịch ngày. Lịch ngày thì mọi người sẽ xem một cái phần kim xanh xanh, kim trượng này này, nó sẽ chạy xung quanh 31 ngày của một tháng nha. Chiếc này thì em đấu về là mới nguyên, chưa sử dụng, nhưng mà nó không về hộp, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Kim cọc số dạ quang, form kiểu dáng giống như là của Patek Philippe, đúng không ạ? Phay xước. Đấy, cạnh, mặt trước, mặt sau, đây lịch moon phay nhá. Lịch moon phay, mã của nó là ZK004, phay xước, dây nguyên zin này. Đây mọi người thấy không? Chưa có dấu hiệu của việc sử dụng. Đấy chưa? Và mặt của nó vẫn còn nguyên siêu, form của Patek, đẹp lắm. Mặt bên trong... À, bản này có núm gen nữa nha. Bản này có núm gen ạ. Nếu mà không tính tai của nó là 38.5, còn nếu mà tính tai của nó sẽ là 41.2. Càng của mẫu này là 45.8. Đấy, và như cổ tay của em đây. Đó, là em đeo đường nha. Thì từ 16.5 trở lên là mọi người đều có thể đeo cái phiên bản này rồi. Và mẫu này em đang để đó là 2.350.000. 2.350.000, mã 259. Tiếp theo sang ở mã 260, và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Thì đây em còn một cái bản này nữa. À hay thôi, em lên cái mẫu này đi cho cả nhà mình đi. Đây là mẫu Root. Bản này cũng cực kỳ xuất sắc. Và chiếc này lại còn mới. Chiếc này còn mới nha, mới nguyên luôn. Của Canada mọi người ạ. Đấy mọi người, về thì khi mà gửi hàng ấy thì em cũng sẽ đẩy cái nắp này lên trên này, tức là nó sẽ là một cái hộp trượt đấy, thì mọi người về các anh chị cũng trượt cái vỏ hộp ra là ok nhé mọi người. Bên trong này sẽ có hộp sổ sách, giấy tờ của nó sẽ có đầy đủ. Hộp này, vỏ ngoài này của nó bằng thiếc này. Root, mẫu này mới mà đẹp. Đây, kim cọc số này rất là rõ ràng đúng không ạ, và nó có lịch ở vị trí góc 3 giờ, niềng xoay nữa cơ, niềng xoay nhá. Đấy, núm này, dây này, giống như là kiểu dạng dây xương cá. Đây đằng sau đáy có đầy đủ các phần thông số đây. All stainless steel K-back này, máy Nhật này, watroot.com. Niềng xoay. Mẫu này có size mặt đó là size 37.6, rồi tổng cộng size 38 nha. Càng của nó là 43.5. Và như cổ tay của em đây là 16.5 này. Đấy, là em đeo vừa. Dây thép đúc, nó nặng lắm mà đẹp nha. Đấy, mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 1.650.000. 1.650.000, mã 260. Và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành thời gian để theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858584Q2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo ạ.